đồng chí Trương Thị Mai, cán bộ nữ đầu tiên giữ chức thường trực ban bí thư. Tại quyết định số 789 QĐNS Trung ương ngày 6 tháng 3 năm 2023, Bộ Chính trị phân công đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ chức thường trực ban bí thư khóa 13. Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Với quyết định này, đồng chí Trương Thị Mai là người phụ nữ đầu tiên đảm nhận cương vị thường trực ban bí thư. Bộ Chính trị phân công đồng chí Trương Thị Mai giữ chức thường trực ban bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Ngày 6 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp để xem xét về công tác cán bộ. Bộ Chính trị quyết định đồng ý đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư khóa 13 thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Bộ Chính trị quyết định phân công đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa 13. Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Chiều cùng ngày, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định số 789 QĐNS Trung ương ngày 6 tháng 3 năm 2023 của Bộ Chính trị phân công đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa 13. Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo, đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, ban, ngành trung ương. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng phân công đảm nhiệm trọng trách mới của Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận, động viên và cũng là yêu cầu đặt ra đối với cá nhân để đồng chí tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ luôn nhận thức sâu sắc lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm được giao, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định sẽ không ngừng học tập, phấn đấu, rèn luyện, nêu cao trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, khiêm tốn, cầu thị, kế thừa và phát huy được kinh nghiệm của các đồng chí đi trước để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của Đảng và nhân dân.